mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 QĐ-CSKT-P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định 1. Khởi tố bổ sung vụ án về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. 2. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can gồm 1. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. 3. Ông Cao Khoa, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 4. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. 5. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 6. Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 7. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 8. Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự. 9. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ Luật Hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm, khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.